Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel mình nhé. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái món đó là tôm Alaska, tôm hùm Alaska nha các bạn nhé. Con tôm này là tầm 2,9 kg nha các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện một con tôm này mình sẽ chia làm 2 món. Thứ nhất đó là mình sẽ tôm rang muối với chia làm và một lẩu nữa nhé các bạn. Đây là mình đã chia làm 2 các bạn nhé. Đây rồi, sau khi mình luộc xong mình rang muối cắt ra chia làm 2 rồi tầm 1,9 kg nha các bạn. Chia làm 2 món. Đây.